Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với cái content review cầu thủ. Và nhân vật chính trong video ngày hôm nay sẽ là một cầu thủ đến từ vị trí trung vệ. Đây là cầu thủ 108 đầu tiên được review. Và đây cũng là cầu thủ mà mình mở mắt được nha. Vì hiện tại giá trị những cầu thủ 108 thì đang có cái chiều hướng giảm rất là nhiều. Cho nên thời điểm hiện tại vẫn chưa mua được những cầu thủ mà mình nhắm tới như là Lionel Messi hoặc là Kylian Mbappe để có thể làm review cùng mọi người. Thì mình sẽ sử dụng đây là cầu thủ chính trong team của mình. Và đây cũng là một trong những trung vệ mà được rất là nhiều anh em quan tâm thời điểm hiện tại với cái tên là Vadio. Bây giờ thì mình sẽ chuyển cái mốc rank 20, sau đó sẽ up luôn cái mốc rank cộng 25 cho cầu thủ này, đạt được cái over tối đa nhất thời điểm hiện tại nha. Với cái quả thẻ này thì hình ảnh của Vadio nhìn rất là ấn tượng nè. Đây thật sự là một chiến binh trong cái mùa World Cup vừa rồi, thi đấu trong màu áo của Croatia. Cầu thủ này đã thể hiện rất là tốt trong cái vai trò cũng như là vị trí của mình. Khi còn thi đấu ở câu lạc bộ RB Leipzig thì cầu thủ này thi đấu ở vị trí là LB. Nhưng mà thời điểm gần đây thì cầu thủ này đã được kéo về vị trí trung vệ rồi. Và đang thể hiện một cách rất là tốt và cũng có một tin đồn là cầu thủ này sẽ chuyển tới Chelsea. Và hiện tại thì cũng chỉ dừng ở cái mức tin đồn thôi. Những thông tin xác nhận thì vẫn chưa được xác nhận từ Chelsea hoặc là câu lạc bộ chủ quản của Vadio. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của trung vệ người Croatia này nha. Với cái mốc rank cộng 25 và cái chỉ số over 113 với cái skill boost cộng 19 nữa thì chắc chắn là bài review ngày hôm nay Vadio sẽ thể hiện tốt nhất cái khả năng của cầu thủ này. Với cái tên đầy đủ là Joko Vadio, cầu thủ này với skill boost là Tukin và đang mang quốc tịch là Croatia. Và với cái quả thẻ này thì khá là đặc biệt, Vadio sở hữu cái bộ chân 5 năm chẳng khác gì một tiền đạo cả nè. Stamina thì lên tới con số là 9 cục và skill move là 3/5 sao. Bộ chỉ số tốc độ cũng như là bộ chỉ số phòng ngự của cầu thủ này thì nhìn thật sự rất là nổi bật nè. Đặc biệt nhất là cái khả năng mà tắt bóng của cầu thủ này lên tới 152/28, khả năng nhận thức phòng ngự là 127/28 cũng như là sức mạnh rất là vượt trội lên tới 130/28. Bật nhảy thì là 125/21 và cái khả năng kèm người là 154/28. Chỉ số reaction cũng là chỉ số được boost trong cái skill boost Tukin này. Với một cái thể hình cũng khá là lý tưởng ở vị trí trung phong, đó là cao 1m85 cùng với đó là quật rét là 2/2. Cầu thủ này nặng 80 cân, một cái thể hình khá là tuyệt vời này. Với chỉ một skill ẩn đó là khả năng đánh đầu mạnh nha. Với chỉ số bay lên tới 139 thì anh em có thể biết là tốc độ của Varion khủng khiếp như thế nào ở vị trí của một trung phong rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần cài đặt tiếp theo, đó là phần cài đặt set biset. Mình sẽ dành những vị trí ưu tiên dành cho cầu thủ review trên kênh của mình. Phần này thì mình chỉ giới thiệu cho những anh em lần đầu tiên xem video trên kênh của mình thôi. Còn những anh em đã theo dõi mình từ trước đó, những cái mùa trước nữa thì chắc chắn là biết những cái thói quen này của mình rồi. Mình làm review theo một cách chân thật nhất cũng như là riêng biệt nhất, không giống một ai cả, cũng không chạy theo những con hàng hot hay gì cả. Mình chỉ làm những con hàng nằm trong đúng khả năng của mình và những con hàng gây ấn tượng mạnh với mình với những cái quả tệ đặc biệt hoặc là những cầu thủ gì đó mình yêu thích thôi. Và bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần cài đặt cuối cùng trước khi bước vào hai trận đá head to head với một trận đấu với Atlas để cùng mình trải nghiệm và đánh giá cái phiên bản này của trung vệ Vadio nha. Và trước khi bước vào những trận đấu chính cùng mình á, thì anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video ủng hộ giúp mình. Anh em nào có nhu cầu nào FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì cứ nhận với mình qua cái số Zalo đang xuất hiện trên video của tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu vào trận đấu đầu tiên trong bài review Vario, một trung vệ của Croatia, đội tuyển quốc gia mà với bộ đấu rất là đặc trưng nè. Một bộ đấu mà không lẫn vào đâu được, và trong đội tuyển quốc gia này thì có cả Luka Modric nữa, một cầu thủ mà mình cũng thật sự rất là yêu thích. Trận đấu đầu tiên này thì khá là may mắn sẽ gặp một đội tuyển quốc gia khác, đó là Germany, đội tuyển Đức anh em ạ. Hy vọng trận đấu này sẽ đem tới một bài review tuyệt vời cho những anh em đang xem video này và có thể cảm nhận đánh giá cùng mình cái phiên bản của Vario. Và đối thủ của mình đặc biệt là cũng có cả Vario trong team chính nữa anh em ạ, khá là trùng hợp có cả bộ đôi trung vệ Vario đã cặp cùng Ferdinand. Đây là một cái điều khá là thú vị, đây là một cơ hội tuyệt vời để anh em mình có thể trải nghiệm cả hai phiên bản Vario đang thi đấu trên sân. Đây là pha kiểm soát bóng đầu tiên của Vario phối hợp cùng Xabi Alonso, đây là Ronaldo. Anh em mình sẽ cùng nhau quan sát và thưởng thức khả năng thi đấu của Vario trong cái bài review ngày hôm nay nha. Một trong những trung vệ khá là được nhiều anh em quan tâm. Đây là pha tấn công của Zidane. Và đó là một tình huống tắt bóng tuyệt vời của Vario khi đối đầu cùng Zidane em ạ. Đó là một điều thú vị ở trận đấu này. Và đây là tốc độ của Morientes, đã vượt qua được Vario nhưng không vượt qua được Ferdinand. Một pha phối hợp phòng ngự tuyệt vời giữa Vario cùng với Ferdinand. Tiếp tục là Ronaldinho, đây là pha tấn công cánh của Ronaldo phối hợp cùng Xabi Alonso. Bóng được trả về vị trí của Zidane. Và tiếp tục lại là Vario, người đứng cuối cùng trong hàng phòng ngự của đối thủ anh em ạ. Một khả năng thi đấu rất là tuyệt vời khi đã cặp cùng Ferdinand. Và tiếp tục là Veron, đây là một tình huống phản công dành cho
Miroslavlo vẫn tiếp tục bóng nằm trong chân của Miroslavlo, lần này thì không vượt qua được Xabi Alonso rồi. Ronaldinho, một pha kèm người rất là khó chịu của Vardiol, và pha xử lý sau đó của Ronaldinho đã đem về bàn thắng dành cho đối thủ rồi. Pha xử lý bóng cuối cùng của Ronaldinho thì khá là dẻo, là một pha heo to heo và đã loại bỏ được Ashley Cole trước khi tung cú dứt điểm hạ gục được thủ thành Martinez của mình. Một bàn mở tỷ số khá là ấn tượng dành cho đối thủ, rất là xứng đáng với cái bàn thắng vừa rồi. Một pha nỗ lực tấn công rất là ấn tượng của Ronaldinho. Đây là cầu thủ Jairzinho. Với cái bàn thua vừa rồi thì lỗi không trực tiếp đến từ vị trí của Vario này mà người thuộc mắc lỗi trực tiếp là cầu thủ Ashley Cole. Nhưng mà với tình huống đó thì thật sự là Ronaldinho cũng đã xử lý quá tuyệt vời với cái khả năng xử lý bóng cực kỳ dẻo của mình. Đây là Xabi Alonso, bóng tiếp tục đến vị trí của Zidane, một tình huống giật gót khá là yếu dành cho Ronaldo. Và đây là đường chuyền dành cho Xabi Alonso, cú dứt điểm tuyệt vời nhưng không chiến thắng được Courtois trong vị trí khung thành này nữa. Với một cái thể hình 1m85 của Vardiol thì cầu thủ này khi vào trận nhìn khá là uy tín, một pha đánh đầu của Vardiol. Đáng tiếc là bóng lại đi ra ngoài rồi, một hình ảnh rất là giống phiên bản ngoài đời thật của Vardiol này. Một hình ảnh mang cái râu quai nón rất là tuyệt vời với một cái thể hình là 1m85 nữa, một thể hình cực kỳ lý tưởng ở vị trí trung vệ. Một cái điểm nhấn cực kỳ lớn dành cho trung vệ này. Một pha qua người của Morientes và người theo kèm với một tình huống ti đè kéo bóng khá là khéo, đó là Vardiol này. Và sau đó là một tình huống phối hợp phòng ngự và bóng đã nằm gọn trong tay của Martinez rồi. Đây sẽ là một tình huống phản công. Không kịp thời gian rồi, đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc là hiệp thi đấu đầu tiên. Với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đối thủ với bàn thắng dành cho Ronaldinho. Và với cái hiệp thi đấu đầu tiên thì thể lực của Vardiol còn khá là tốt này. Đó là phần physical cũng như là phần stamina của cầu thủ này thì khá là vượt trội cho vị trí này. Đây là Premi, đây là pha tấn công đầu tiên của Croatia, không vượt qua được hàng trung vệ đội bạn rồi. Một pha qua người khá là khéo của Gareth Bale. Tiếp tục là một tình huống phối hợp cùng Veron. Vardiol đã có một tình huống can thiệp rất là kịp thời nữa. Tốc độ lao vào của Vardiol khi Veron có bóng là rất là nhanh và cầu thủ này vào bóng rất là chính xác. Đó cũng là một cái điểm mạnh khá là lớn dành cho Vardiol. Tiếp tục là Miroslavlo lại đối đầu cùng Vardiol. Lần này thì phối hợp cùng Veron. Tình huống treo bóng vào bên trong và đã có một tình huống va chạm có lỗi trước đó rồi. Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho đối thủ của mình. Đây sẽ là một cái vị trí cũng khá là khó chịu. Tình huống treo bóng vào bên trong. Tình huống đánh đầu của Morientes đã nâng tỷ số lên 2-0 rồi. Đây đã là phút thứ 60 của trận đấu. Với cái vị trí như thế này thì thật sự anh bạn đã xử lý một pha này rất là khéo, một pha đánh đầu tuyệt vời của Morientes. Một con hàng mà tới thời điểm hiện tại cũng được khá là nhiều anh em vẫn đang tin dùng. Một cầu thủ khá là dẻo, khá là tốt ở vị trí ST. Đây là Jairzinho, tiếp tục là Zidane. Hai bàn thua tới thời điểm hiện tại thì hoàn toàn không thuộc về trách nhiệm của Vardiol này rồi. Và với cái thế trận hiện tại là một cái thế trận rất là tuyệt vời để mình có thể trải nghiệm và cảm nhận khả năng thi đấu của Vardiol. Tiếp tục là một tình huống phòng ngự của Ferdinand. Và Vardiol là người xử lý bóng cuối cùng. Tiếp tục là Ronaldinho. Đây là Ronaldo. Đã vượt qua được Ferdinand rồi. Nhưng lại không vượt qua được Vardiol của đối thủ nữa. Đó là cái khả năng thi đấu tuyệt vời của Vardiol trong vị trí trung vệ. Nhưng cầu thủ này với những tình huống phán đoán tình huống và đứng chọn vị trí rất là tốt. Và tiếp tục là một tình huống phòng ngự thành công của Ferdinand, sẽ là một tình huống phát bóng lên. Và cầu thủ thực hiện tình huống bóng này là Vardiol, một hình ảnh rất là uy tín ấy. Với cái hàm râu này thì thực sự nhìn rất là tuyệt vời. Đây sẽ là một tình huống phối hợp cùng Zidane. Với một cái vị trí đứng cũng như là khả năng thi đấu rất là ấn tượng trong vị trí trung vệ này thì Vardiol đang làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình trong trận đấu này, mặc dù đội nhà đã thua tận 2-0. Và vừa rồi là một tình huống lao lên cắt bóng rất là hay của Vardiol. Và tiếp tục là một tình huống xử lý bóng của Ronaldo. Pha này thì lại không vượt qua được trung vệ đội bạn, khá là đáng tiếc. Một cơ hội vừa bị bỏ lỡ 10-10 của Ronaldo này. Một pha xử lý bóng cũng hơi khá là tự tin của Ronaldo, đã bỏ lỡ đi một cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 2-1 rồi. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự của Vardiol, đã có một tình huống phạm lỗi trước đó rồi. Sẽ là một tình huống đá phạt từ giữa sân. Và đối thủ với một tỷ số đang dẫn trước 2-0 phút thứ 89 rồi thì thật sự rất là thoải mái cho những tình huống bóng xử lý kiểu như thế này. Đây là pha xử lý skill của Ronaldinho, chắc chắn sẽ là một tình huống treo bóng vào bên trong. Tình huống phòng ngự không chiến cũng khá là tốt của Vardiol. Và người tung đợt của dứt điểm cuối cùng là Miroslavlo, sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đối thủ và treo bóng của Veron. Và tình huống đánh đầu của Vardiol đã đem về bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 dành cho đối thủ rồi nè. Vardiol đã ghi bàn nhưng là phiên bản Vardiol của đối thủ chứ không phải là Vardiol trong cái đội nhà của mình. Với một tình huống chọn vị trí và đánh đầu không cần phải bật nhảy luôn nè. Một tình huống đánh đầu khá là gọn của Vardiol. Và với bàn thắng đó cũng đã kết thúc lại trận đấu đầu tiên trong bài review Vardiol của mình.
Với cái khả năng thi đấu, Varion trong team của mình thì cũng khá là tốt, đã làm rất là tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình với liên tiếp là những tình huống phòng ngự rất là chính xác, với những tình huống di chuyển và chọn vị trí và tắt bóng rất là tuyệt vời. Nhưng trận đấu lần này đã thua tới tận 3-0. Đây là một kết quả mà không nói lên hoàn toàn cái sức mạnh của cầu thủ Varion trong vị trí của cầu thủ này, với một cái tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 53%. Và đây là một cái thế trận mà cũng khá là tốt để mình có thể cảm nhận được vị trí review của một trung vệ. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu vào luôn cái trận thi đấu thứ hai trong bài review Varion trong cái team của mình, vị trí trung vệ. Và cuối clip thì mình sẽ đưa ra cái phần nhận xét và chấm điểm cuối cùng dành cho trung vệ người Croatia này nha. Với cái trận đấu này thì mình sẽ gặp đối thủ với chỉ số đội hình thấp hơn so với cái đội hình chính của mình, để xem là đối thủ sẽ có những cầu thủ gì trong cái trận đấu này. Croatia sẽ thi đấu trong bộ đấu sân khách đấy nè. Đối thủ thì có cả Zidane, Morientes và Ronaldo. Và bên dưới là bộ đôi trung vệ Virgil van Dijk đã cặp cùng Ferdinand. Và có cả Lionel Messi phiên bản 108 và tiền vệ trụ của Maroc đó là Amrabat nữa. Vị trí LB là Theo Hernandez, một đội hình cũng khá là khủng đấy nè. Mặc dù chỉ số so đội hình thì khá là thấp, nhưng mà với những cầu thủ đang thi đấu trên sân thì toàn là những cầu thủ ngôi sao và những cầu thủ đặc biệt mà thôi. Trận đấu chính thức được bắt đầu rồi và sẽ là một tình huống ném biên dành cho đối thủ. Người thực hiện tình huống bóng này là Theo Hernandez. Tình huống treo bóng vào vị trí của Amrabat. Đây rồi, Zidane không vượt qua được Ferdinand. Đây là Xabi Alonso, tình huống mở bóng cho Ronaldinho. Rất là nhanh, Ronaldo không vượt qua được Ferdinand cho một tình huống xử lý skill của cầu thủ này. Đây là Lionel Messi, tình huống phối hợp cùng Kyle Walker. Một tình huống phản đối, tình huống rất là tốt của Vario. Tiếp tục là phối hợp cùng Martinez. Đây là Vario, Ronaldo đã bắt bài thành công rồi. Đây là Ronaldo, Zidane không vượt qua được Xabi Alonso. Tiếp tục là Ronaldo. Và đây là Zidane, cú dứt điểm cuối cùng của Zidane lại không chiến thắng được Martinez trong vị trí khung thành, một trong những vị trí thủ thành cũng khá là uy tín thời điểm hiện tại. Và vừa rồi là một tình huống đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài cũng khá là đáng tiếc của Morientes. Có vẻ như là anh bạn khá là vội cho những cái cơ hội của mình. Bóng tiếp tục được trả về vị trí của Vario. Lần này lại tiếp tục là một tình huống bắt bài của Ronaldo. Bóng hướng tới vị trí của Ronaldinho. Đây là Zidane, tốc độ của Zidane. Có khá là ít những cầu thủ tấn công bên phía bên trên. Ronaldo phối hợp cùng Veron. Và đây rồi, không vượt qua được Ginola, khá là đáng tiếc. Đây là Amrabat, tình huống chọc khe khá là tuyệt vời dành cho tốc độ của Morientes. Và đây là Morientes, không vượt qua được Vario. Anh em có thể thấy được là cái khả năng chọn vị trí và phòng ngự của Vario là tốt như thế nào cho cái tình huống phản công vừa rồi của đối thủ. Và tiếp tục là Xabi Alonso với một tình huống cắt bóng rất là gọn. Và đây là một tình huống phản công Ronaldo. Đây là tốc độ của Jairzinho, không được rồi, không vượt qua được Theo Hernandez, một trong những vị trí hậu vệ cánh trái khá là uy tín thời điểm hiện tại. Đây là Morientes, không vượt qua được Ferdinand, rất là nhanh với những tình huống đôi công rất là tuyệt vời. Đây là Ronaldo, bóng được đến vị trí của Ronaldinho, tình huống treo bóng tuyệt vời dành cho Zidane. Và đây là cú bắt vô lê một chạm trong vòng cấm của huyền thoại người Pháp Zidane. Và tỷ số đã được mở ở phút thứ 41 của trận đấu này. Một tình huống treo bóng tuyệt vời của Ronaldinho này mà. Thật sự ấn tượng với một tình huống quan sát và treo bóng như đặt đến vị trí của Zidane. Một bàn thắng tuyệt vời ở trận đấu này, một bàn thắng ấn tượng dành cho Zidane. Và tiếp tục sẽ là tình huống tấn công của đối thủ. Vừa rồi là một pha heo to heo tuyệt vời của Lionel Messi phiên bản 108 nữa. Một trong những phiên bản mà sắp tới mình sẽ dành thời gian sớm nhất để có thể làm review, vì đơn giản Lionel Messi là phiên bản idol của mình. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc lại hiệp thi đấu đầu tiên trong trận thi đấu thứ hai bài review Varion của mình. Một trận đấu mà Varion cũng đã thể hiện rất là tốt khả năng phòng ngự, rất là ấn tượng từ cái khả năng chọn vị trí và cắt bóng nữa. Đây đích thực là một mẫu trung vệ dập khá là lý tưởng trong cái vị trí trung vệ đá cặp cùng Ferdinand. Tiếp tục là Jairzinho, một pha xử lý chân chơi của Jairzinho và đã tạo cơ hội cho đội bạn phản công. Đây là Ronaldo, Morientes rất là nhanh, không vượt qua được Ferdinand, khá là khó. Đây là Premi, bóng đến vị trí của Ronaldinho, những pha đập nhã rất là nhuyễn. Tiếp tục là một tình huống xử lý bóng của Morientes. Tiếp tục là một tình huống phối hợp cùng Ronaldo, một tình huống mở cánh khá là ấn tượng dành cho tốc độ của Lionel Messi. Cú dứt điểm của Lionel Messi đã quân bình tỷ số 1-0 rồi anh em ạ. Một tình huống tấn công điểm 10 dành cho đối thủ. Và anh em có thể thấy hình ảnh của Lionel Messi di chuyển là nhanh như thế nào. Một hình ảnh với cái thể hình chỉ là 1m69 thôi, và Lionel Messi đã làm rất là tuyệt vời cái cơ hội của mình với một tình huống xử lý bóng khá là khéo khi quân bình tỷ số 1-0. Và đó cũng là một cái động lực để cho mình có thể làm bài review sắp tới sớm nhất có thể anh em ạ. Anh em nhớ đăng ký kênh để chờ xem cái video review Lionel Messi phiên bản 108 trên kênh của mình nha. Đây là Kyle Walker, tình huống xử lý bóng khá là tự tin của Kyle Walker.
Và đây là Xabi Alonso, một tình huống xử lý bóng quá tự tin của Kyle Walker đã tạo cơ hội cho Xabi Alonso nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 65 trận đấu lần này. Một pha xử lý bóng cũng rất là tuyệt vời của Xabi Alonso. Người theo kèm Xabi trong tình huống bóng vừa rồi là Ferdinand vẫn không thể nào cản phá được cú dứt điểm rất là chính xác của huyền thoại người Tây Ban Nha. Và đã có một tình huống khá là quen thuộc sau cái bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Xabi Alonso rồi nữa. Không biết là bị lắc mạng là bạn đã rơi cuộc chơi rồi. Vẫn còn đỏ trong cái phần mạng của đối thủ. Hy vọng là bạn vẫn còn ở trận đấu này để trận đấu được thêm phần hấp dẫn hơn. Vì trước đó thì bạn đã thi đấu cũng khá là tốt rồi. Vừa rồi là một tình huống để mất bóng của Amrabat. Tiếp tục là Ronaldinho. Bóng đến vị trí của Ronaldo. Lần này thì Virgil van Dijk đã phòng ngự thành công rồi. Và tiếp tục bóng được trả về vị trí của Lionel Messi. Vừa rồi là một bước heo to heo rồi nè. Đó là một cái cử chỉ mà chỉ có người chơi mới thực hiện được thôi. Vì máy ô tô không thực hiện được phần heo to heo kiểu như vậy nè. Một pha xử lý skill rất là ấn tượng của Lionel Messi. Và đây là Ronaldo, anh bạn đã trở lại rồi. Đây là Ronaldo, tiếp tục là một tình huống treo bóng. Pha đánh đầu của Zidane, cú đúp bàn thắng của huyền thoại người Pháp, nâng tỷ số lên 3-1, phút thứ 79 của trận đấu. Quá nhanh, quá nguy hiểm cho cái trận đấu này. Và đây cũng là dấu chấm hết cho trận đấu rồi nè. Cách biệt đã là 2 bàn rồi, cũng là phút thứ 80 rồi. Không biết là còn một chút hy vọng nào và anh bạn có nỗ lực hơn hay không trong những cái phút cuối cùng. Tiếp tục là pha xử lý bóng của Morientes. Và tốc độ của Lionel Messi khá là khỏe nữa. Lionel Messi đối đầu cùng Remy. Tiếp tục là Lionel Messi và vừa rồi là một tình huống xử lý bóng cũng hơi quá đà. Và bóng đã đi hết đường biên. Và đây là cầu thủ Vario. Anh bạn cũng đã bật chế độ pressing rất là mạnh rồi. Những cầu thủ đã lao lên rất là tuyệt vời trong những phút cuối này. Một tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng của đối thủ. Và tiếp tục là một tình huống phòng ngự chính xác của Vario. Rất là khó để có thể vượt qua được Vario trong cái hàng phòng ngự của đội mình đây nữa. Một cầu thủ đang thể hiện rất là tốt tinh thần chiến đấu cũng như là khả năng thi đấu rất là khôn. Vừa rồi là một tình huống đánh đầu thành bài của Virgil van Dijk rồi. Lionel Messi với nỗ lực của mình đã treo một quả bóng tuyệt vời với khả năng bật nhảy ấn tượng của Virgil van Dijk, rút ngắn tỷ số xuống 3-2. Và chiến thắng cuối cùng đã nằm gọn trong tay của Croatia rồi. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu lần này với một tinh thần chiến đấu rất là đáng tuyên dương của đối thủ, không bỏ cuộc tới những phút cuối cùng. Và trận đấu đã dừng lại với 5 bàn thắng được ghi và chiến thắng dành cho Croatia với cú đúp bàn thắng của Zidane và bàn thắng còn lại của Xabi Alonso. Và ở trận đấu lần này thì Vario, nhân vật chính trong video ngày hôm nay, cũng đã thể hiện rất là tốt cái vai trò phòng ngự của mình với liên tiếp là những tình huống di chuyển và chọn vị trí cắt bóng ấn tượng tuyệt vời, cũng như là những tình huống phòng ngự không chiến của cầu thủ này thì làm thật sự rất là toàn diện. Mình có cảm giác như là cầu thủ này sinh ra để đá cặp cùng Ferdinand trong cái bộ đồ trung vệ hiện tại của mình vậy. Một bộ đôi trung vệ mà phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau trong những hai trận đá head to head trong cái bài review của mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới luôn với cái trận đấu về tất là cái trận đấu cuối cùng trong bài review Vario, vị trí trung vệ Croatia của mình ngày hôm nay nha. Và chắc chắn là trong chế độ về tất này thì anh em mình sẽ không xem được khả năng phòng ngự của Vario rồi, chỉ xem được những cơ hội dành cho cầu thủ này với những tình huống đá phạt cố định thôi. Vì trong cái phần cài đặt set visit mình đã cài đặt cho cầu thủ này rồi. Tình huống xử lý bóng đầu tiên thành công của Ronaldo. Và đây rồi, Vario. Một tình huống đá phạt hàng rào và đã chiến thắng được huyền thoại Peter Schmeichel trong vị trí khung thành rồi. Đây là Jairzinho. Tỷ số đã là 3-1 rồi. Đối thủ của mình trận đấu lần này với cover tới 133 nữa, với một đội hình cũng khá là khủng với sơ đồ là 4-2-4. Và tiếp tục là cú dứt điểm thanh bài. Và đây sẽ là cơ hội dành cho Ronaldinho đối đầu cùng Ferdinand. Với cơ hội này thì khá là khó rồi. Có cả Ferdinand và Koulibaly trong cái sơ đồ ngày hôm nay. Đây là Zidane, tình huống căng ngang dành cho cầu thủ Ronaldinho. Tỷ số là 5-3, một trận đấu tuyệt vời. Và lại tiếp tục là cơ hội đã phạt hàng rào dành cho Vario. Tiếp tục là cú đúp bàn thắng dành cho Vario ở chế độ về tất. Cuối cùng thì trong bài review của mình, Vario vẫn có được bàn thắng rồi. Và vừa rồi là tình huống xử lý bóng vải má ngoài của Jairzinho. Tỷ số hiện tại đã là 7-4 rồi, một trận đấu khá là thành công dành cho tuyển Croatia. Đây là Ronaldo, pha xử lý bóng khá là mượt của Ronaldo khi phối hợp cùng Jairzinho. Và đây là cơ hội dành cho Ronaldinho, của những điểm tuyệt vời. Bộ ba tiền đạo ngày hôm nay của Brazil đang có một trận đấu cực kỳ ấn tượng trong chế độ về tắc. Đây là cú dứt điểm của Zidane, tỷ số là 16, cách biệt khá là an toàn. Tiếp tục là cơ hội dành cho Xabi Alonso, chỉ còn 7 giây cuối cùng thôi. Và xử lý bóng khá là ngọt của huyền thoại người Tây Ban Nha, một pha cứa lòng tuyệt vời. Đây là Ronaldinho, cú dứt điểm kết thúc lại trận đấu ngày hôm nay với chiến thắng cách biệt lên tới 4 bàn, 12-8 là tỷ số cuối cùng. Khi đối đầu cùng đối thủ với over 133, hơn mình tặng một over và hơn cả một red gen luôn. Nhưng mà trận đấu lần này thì đồng đội cùng Vario đã làm rất là tốt thôi. Không biết là vị trí trung vệ thì Vario với những tình huống cắt bóng như thế nào.
nhưng mà trận đấu lần này đã kiểm soát được đối thủ với một chiến thắng cách biệt khá là tuyệt vời. Và trận đấu này cũng đã khép lại cái bài review ngày hôm nay cho cầu thủ Varion, một vị trí trung vệ của Rotia của mình. Một màn thể hiện rất là tốt của Varion trong cái bài review ngày hôm nay. Một cảm giác đeo lại cho mình là cầu thủ này rất là tuyệt vời ở vị trí này, cũng như là một cái cảm giác rất là yên tâm khi có được cầu thủ này đá cặp cùng Ferdinand, là một cái điểm cộng cũng khá là lớn dành cho Varion. Với một skill là tucking cùng với bộ chỉ số tốc độ khá là cao thì cầu thủ này với những pha vào bóng rất là chính xác và rất là quyết liệt cái này. Cùng với đó là bộ chỉ số sức mạnh của cầu thủ này cũng khá là ấn tượng nữa, thì là một cầu thủ trung vệ không ngại va chạm với bất kỳ một trung phong cao to nào cả. Với chỉ số physical lên tới 152 thì anh có thể thấy được là sức mạnh của cầu thủ này ấn tượng như thế nào với những pha tranh chấp 1-1 rồi. Và đó cũng là tất cả những cảm nhận và đánh giá của mình dành cho Vario. Mình chấm điểm cầu thủ này với số điểm tuyệt đối 10/10 cho cả hai chế độ head to head cũng như là về tất. Một trong những trung vệ mà mình cảm thấy khá là đáng dùng ở thời điểm hiện tại. Còn anh em khi xem được video này thì cảm nhận riêng như thế nào về Vario? Anh em có đang sử dụng trung vệ này hay là không? Và anh em có thể đưa ra cái cảm nhận riêng của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share video ủng hộ tinh thần giúp mình để có thêm nhiều động lực làm video hay hơn mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.